tịnh thầy biển sai tam thiên tăng không ban đức lợi nhân thiên pháp giới hoàn tăng viên diệt tội tiêu khiến quả diệt quả hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát ma ban nhã ba la mật đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm ban nhã ba la mật đa thời nhiêu nghe ngẫu quận giai không đồ nhân thiệt khẩu anh xa lời tự sanh văn gì không công văn gì sanh tất tất thì không công tất thì sanh thọ tưởng hành tất diệu phục như thầy ta lời tự thầy chư pháp không tướng bất sanh ba diện bằng đầu bất tình bất tăng ba dạng thị cô công chung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhàn nhĩ tỷ tiệt tâm lý vô sắc thịnh hương vị xung ba vô nhàn vô này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tần này chỉ vô lào tử diệt vô lào tử tần vô khổ tập diệt đạo vô chí diệt vô đắc dĩ vô sợ đắc cô bồ đề tát đỏ y bát nhã ba la mật đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài có vô cũng vô diễn ly điên đào mộng tưởng cô canh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cô đắng a nậu đã lá tam tiểu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chung thì do thường chú thì do đăng đăng chú năng trừ nhân thiệt cổ chân thiệt bác hư cô thiệt bác nhã ba la mật đa chú thực thiệt chú nhiên yết đê yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát ba ha yết đê yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát ba ha yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát ba ha nam mô a di đà bà giả đa tha giả đa giả đa diệt giả tha a di nghĩ đâu bà tỳ a di gậy đa tất đa bà tỳ a di gậy đa tỳ ca lăng đế a di gậy đa tỳ ca lăng đa và di này và già đa chí đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà già đa ta già đa điệt già ta a di gậy đô bà tỳ a di gậy đa tất đa bà tỳ a di gậy đa tỳ ca lăng đế a di gậy đa tỳ ca lăng đa và di này và già đa chí đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà già đa ta già đa điệt già ta a di gậy đô bà tỳ a di gậy đa tất đa bà tỳ a di gậy đa tỳ ca lăng đế a di gậy đa tỳ ca lăng đa và di này và già đa chí đa ca lệ ta bà quê mạng lệ a di đà phật phương tây thế giới an lành nay hướng linh sinh phát nguyện vạn sanh cuối sinh đức phật a di đà từ bi phóng ngọc hào quang tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát sám ma bao hiếu phụ thân thành ngã tâm ma bao hiếu con quỳ phụ thân nay đã biệt ly dương trần con chưa đáng được mười năm mà đây cha đã
câu sanh tạch. Rồi từ nay cha đã bất hình, chút sau chân về gia đình hoạch hiếu. Về tâm mà đâu thấy dáng hình
Hoàng mạng lễ tạ hương linh phụ thân lễ thành